Trong môi trường nano nồi có một sóng cơ có tần số là 5 Hz, tốc độ truyền sóng là 175 cm/s. Hai điểm MN trên phương truyền sóng dao động ngược pha với nhau. Giữa chúng chỉ có hai điểm khác dao động ngược pha với M. Chấm khoảng cách MN là A 8,75 cm, B là 10,5 cm, C là 7 cm, D là 12,5 cm. Bài này chúng ta phác thảo qua cái đồ thị sóng cho mình dễ quan sát hơn. Không cần phải đẹp lắm đâu các. Đó vậy, một đồ thị xin như này đi. Rồi. Chấm điểm M nằm trên này là điểm mà chúng ta lấy để đối chiếu này. Điểm thứ nhất dao động ngược pha với M là điểm vị trí ở dưới này. Đây là vị trí thứ hai là dao động ngược pha. Vậy điểm N nằm đâu? N nằm nằm phải là ngoài vị trí 1 và 2 này. Ở trên này thì là cung pha, vậy dưới này là chỉ còn điểm này là ngược pha thôi. Đây. Vậy khoảng cách này chúng ta có là bao nhiêu lần lambda? Bậc 1 đây là lambda này. Rồi từ đây tới đây là 1 lambda này. Từ đây là một nửa, gọi là lambda trên 2. Vậy tổng cộng đoạn đường MN thì có chiều dài là bằng 2,5 lambda. Mà bước sóng của bài này cho biết là như sau. Thứ nhất là có vận tốc, có tần số, thì chúng ta lấy vận tốc chia tần số 175 chia cho tần số 50. Chúng ta bấm máy 175 chia cho 50, kết quả là 3,5. Thế số này vào phía trên 2,5 nhân với 3,5 là chúng ta sẽ suy ra được khoảng cách giữa M, điểm M và điểm N. ba mươi lăm phần tư tức là 8,75. Vậy chúng ta chọn đáp án là A.